Nếu một mai tôi có bay lên trời thì người ơi, tôi đã sống rất tuyệt vời. Kính thưa quý vị, khoảng cách xa nhất trên thế gian này theo quý vị là gì ạ? Rất nhiều đáp án đúng không? Nhưng mà Đình Khoa nghĩ rằng khoảng cách xa nhất không phải là khoảng cách giữa sự sống và cái chết, mà là khi chúng ta có nhân duyên làm người thân, anh em, bạn bè, đồng nghiệp cùng nhau, thậm chí là ngang qua nhau ngắn ngủi trong một vài giây phút mà chẳng thể mở cửa trái tim để hiểu và thương. Khoảng cách gần nhau, dành thời gian chất lượng cho nhau để cùng kết nối, cùng hòa nhịp, giống như tất cả chúng ta trong đêm nhạc này, chính là một điều tuyệt vời của cuộc sống. Gần nhau, trao cho nhau yêu thương tình loài người. Gần nhau, trao cho nhau tin yêu đừng gian dối. Gần nhau, trao cho nhau ánh mắt nhân loại này. Tình yêu thương trao nhau xây đắp nên tình người. Trao cho nhau yêu thương tình loài người. Gần nhau, trao cho nhau tình yêu đừng gian dối. Gần nhau, trao cho nhau ánh mắt nhân loại này. Tình yêu trao cho nhau xây đắp trên tình người. Cho dù rừng thay đã xanh đi, cho dù bầu trời thiếu mây bay, dành tặng hòm nụ cười ạ. Một món quà rất là tuyệt vời mà chúng ta có để trao tặng với nhau bất cứ mọi lúc mọi nơi ạ. Rất tuyệt vời đúng không? Nụ cười là tín hiệu trái tim, mở cửa trái tim. Tôi muốn yêu thương anh chị, tôi muốn làm bạn cùng anh chị, và tôi muốn kết nối cùng anh chị.